nói chuyện với nhau. Thôi, chào cháu. Chú tin chưa? Cháu tốt nghiệp phổ thông trung học được gần một năm rồi đấy. Có đúng là cháu 18 tuổi rồi không? Chú, không 18 tuổi, cháu tốt nghiệp phổ thông được chắc. Thế cháu muốn vẽ tranh đuôi để làm gì? Để thể hiện mình. Tức là muốn nổi tiếng bằng cách này? Chuẩn luôn. Cháu bật mí cho chú nhá. Cháu muốn trở thành một hot girl. Muốn thành hot girl thì thiếu gì cách. Nhưng mà cháu không thích mấy trò tầm thường của tụi nó hay làm. Cháu thích phải lạ và phải độc. Nhưng chú thì chú chưa bao giờ vẽ tranh với mục đích như cháu. Thế chú làm vì mục đích gì? Nhiều lắm. Nhưng mục đích hàng đầu của chú là vẽ được những bức tranh đẹp. Hay ít nhất là những bức tranh mà chú thấy là đẹp. Tranh chú vẽ cháu chắc chắn sẽ rất đẹp. Vì cháu nghĩ mình đẹp hả? Tất nhiên. Chú thì chú không nghĩ thế. Ý chú là cháu xấu ấy ạ? Cháu rất đẹp. Nhưng nếu như chú vẽ cháu ấy, thì đó là vì cháu có thể tạo ra một bức tranh có sức truyền cảm. Cháu thể hiện được cá tính của mình. Và đó là đại diện cho tính cách của khá nhiều lớp trẻ bây giờ. Chú nói phức tạp quá, cháu chả hiểu gì cả. Cháu chỉ cần chú đồng ý vẽ cho cháu là được. Tại sao cháu cứ nhất thiết là phải muốn chú vẽ nhỉ? Thế hệ trẻ như cháu thiếu gì cách để chứng tỏ là mình đẹp đâu. Mấy cái trò post ảnh tự sướng lên mạng của bọn bạn cháu là thoái trào rồi. Cháu ấy là khác biệt và luôn đi trước. Thế nên đương nhiên những việc cháu làm phải đặc biệt và nổi trội. Nhưng mà cháu cũng là một người đam mê nghệ thuật đấy. Chú sẽ trả tiền mẫu cho cháu một cách đàng hoàng. Nhưng đây là một cái chuyện tế nhị, thì cháu cũng không nên để cho người thứ ba biết. Như thế thì nó sẽ có phản ứng không tốt cho cháu, nhá. Cháu đã đủ tuổi để quyết định những gì mình làm. Nên chỉ cần chú vẽ cho cháu thật đẹp. Mọi chuyện khác cháu sẽ nghe theo lời chú. Rồi, tao bắt đầu nhá. Cháu không cần phải cười như thế. Để hoàn thành bức tranh này mất rất nhiều thời gian. Cháu không thể cười mãi được, nhớ chưa? Mắt không cần phải trợn lên như thế. Ê, cứ nhìn vào tay chú. Thế, thả lỏng, hít sâu. Thế, rồi. Nhìn về phía trước một cách rất bình thản thôi. Cháu cứ hình dung đến một cái kỷ niệm nào thật đẹp, rồi cháu nghĩ đến chuyện đấy nhé. Nào, tập trung. Thế, tốt rồi, thế nhá. Rồi, giữ nguyên như thế nhá. Rồi, tốt đấy. Mây ơi, cháu mỏi lắm rồi ạ. Sao? Nào, cháu ngồi thẳng lên. Chịu khó một chút. Thế, mắt nhìn thẳng nhá. Cháu thật bình thản thôi, nhìn về phía này. Vẽ thì nó phải liền mạch cảm xúc thì nó mới tốt. Cháu chịu khó một chút nữa thôi nhá. Một chút nữa rồi nghỉ nhá. Nào, chịu khó.